À, chúng ta mỗi ngày được dùng công tu, và khi tu xong chúng ta ngồi tâm sự một chút xíu. Ngày ngày được bốn thợ thì biết rằng là cái tầm quan trọng mà khi năm xưa mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngày khi đã chứng quả rồi thì tại sao ngài không dùng những cái phương tiện bố thí cúng dường hay làm những việc khác mà ngài để làm một cái vai trò đó là giáo dục và thuyết pháp là chính. Vì sao? Vì nhớ là có những con người mình càng cho họ ăn chừng nào thì càng hư chừng nấy. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngài dùng cái phương tiện thuyết pháp hay hơn. Vì đa phần con người ta thì khổ đau là do từ mê hoặc điên đảo, không nhận thức được cái khổ từ đâu đến, mà cứ thường
Từ đó vì sao mới biết? Thì ra là kiểm định ra một con người hiền là phải sự khảo đảo thử thách mới biết người này có hiền hay không. Chứ mỗi ngày thuận tiện quá thì chưa biết làm sao quý vị à. Vì thì kiểm định qua người có đức hạnh cũng vậy luôn, thì cũng phải dùng lửa ngũ dục lục trần, giống như quý vị kiểm định qua vàng vậy đó. Những đức nó 100%, không có ai mà làm vàng mà không có lửa chứ. Thật sự mà nói không lửa không thể nào làm cái vàng tốt được đâu quý vị à. Nên gọi là lửa thử vàng. Còn mình thì chịu lửa ngũ dục lục trần để thử tâm tính con người mình. Người tu phải cần lửa ngũ dục lục trần để khảo đảo thử thách. Nên quý vị phải nhớ rằng cái đức hạnh của một con người đều là phải được sự khảo đảo. Nó giống như những người xưa cũng vậy. Từ là người ác hại nhưng mà danh thơm muôn đời. Nhưng mình quên đi cái người ác hại kia. Nên cái người giác ngộ thì ác đó cũng tốt. Tại vì nhờ người ác đó để giúp cho đạo đức người này tăng trưởng lên luôn. Người ta mới biết đến người này. Giống như Nhạc Phi với Tằng Cối. Tằng Cối thì bị chửi chết mồ luôn. Còn Nhạc Phi thì được thờ cúng ai cũng lễ lại. Còn Tằng Cối thì bao nhiêu đời nay lập tượng bằng đá, bằng sắt, nhưng bị đập mớp méo suốt để làm lại hoài. Mà làm lại là người ta đập thời gian cũng méo mặt, méo mồm. Cứ chửi vợ chồng Tằng Cối với người hại Nhạc Phi chung nha. Nhưng mà đưa Nhạc Phi cao lên, thì thấy không? Nên nhờ Tằng Cối để giúp cho đức hạnh Nhạc Phi vượt trội lên luôn. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni là phải nhờ Đề Bà Đạt Đa để giúp cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được nhiều người thương yêu. Còn Đề Bà Đạt Đa thì bị chử. Giống như bây giờ mình xây được một ngôi chùa, quý vị biết á, bao nhiêu người hy sinh vì ngôi chùa đó chưa? Hy sinh mà bỏ chùa đi, phiền não bỏ đi chưa? Trong thời gian xây chùa đó cực lắm. Nên cái thời điểm cực khổ đó chịu không nổi, bỏ đi. Rồi tới người khác nhào vô phụ giúp, tiếp tục phiền não bỏ đi. Rồi quý vị biết á, chúng ta xây lên một ngôi chùa đó bao nhiêu côn trùng ở dưới đó chết chưa? Bao nhiêu côn trùng phải lót mạng nó cho mình xây lên ngôi chùa chưa? Căn nhà mình ở bao nhiêu côn trùng nó lót mạng ở dưới chưa? Đó, nên khi quý vị làm một việc lớn, quý vị sẽ thấy cái người dưới khổ lắm. Họ không ai thấy tới họ đâu. Nên họ phải âm thầm hy sinh phía sau. Đến lúc họ không chịu nổi thì họ ra đi, cũng không ai biết đến họ. Sự hy sinh phía sau của họ đau khổ lắm. Khi họ ra đi cũng không ai cần biết đến họ làm gì. Thí dụ như giờ những đức làm việc trong ngôi Tam Bảo, đa phần người ta biết những đức. Những đức làm việc đó, ông này từ bi, ông này từ bi, ông nào họ từ bi. Nhưng mà ai biết được ở phía sau những đức bao nhiêu người hy sinh, bao nhiêu người phải phiền não, khổ đau, bao nhiêu người phải chịu sự la gầy, trách móc, rồi không ai ngó ngàng đến, rồi họ phải bỏ đi một phương chờ nào. Nhưng mình lãnh nguyên cái tiếng thơm là bản thân mình có đức hạnh, làm việc lớn, nuôi người già, bao nhiêu người già. Tuy những đức có tư tưởng, nhưng mà bao nhiêu con người làm đó, chứ đâu phải những đức làm đâu. Nên khi mà người ta khen mình, bản thân mình phải nhận thấy rằng bản thân mình chưa đủ. Nếu như bản thân mình thấy mình hãnh diện với lời khen đó, nguy hiểm á. Chứ không phải giỡn đâu. Rất nguy hiểm. Rất là nguy hiểm chứ không phải chuyện giỡn nghe quý vị. Đó, nên chư Phật Bồ Tát thì ngũ dục lục trần các ngài không dính rồi. Tám loại gió các ngài không dính rồi. Mình dính á. Tại sao mình tu có nhiều sự trở ngại? Vì bản thân mình nó bị chấp vào danh lợi. Nên bản thân mình bị trở ngại. Nên Đức Phật A Di Đà ngài lấy bông sen để tiếp dẫn chúng ta. Vì cho chúng ta thấy cái nhân cái quả rất rõ ràng. Đừng bao giờ chê bùn nhơ, cũng đừng bao giờ giỏi vàng chê người say quấy như bùn nữa đó. Nhưng đức hạnh chúng ta mọc ra từ ngay chỗ sự khảo đảo của cái người hy sinh. Mà khảo đảo chúng ta, chửi mắng chúng ta, hành hạ chúng ta, hại chúng ta, để hình thành dùm cái đức hạnh cho mình, để mình về thế giới cực lạc. Giống như câu chuyện nghịch duyên, quý vị thấy không? Phải ông chồng ông giúp cho bà vợ này về cực lạc mà hâm vị cao không? Nên cái công của cái ông chồng nó rất là lớn. Khi cuối cùng là chắc chắn ổng phải giáng sanh về cực lạc thôi, chứ không nói dòng do chứ. Tại vì ổng đã giúp cho bà giáng sanh về cực lạc, nên nhất định ông phải giáng sanh về cực lạc thôi. Nên trong cuộc đời này á, chúng ta đừng nên vội vàng, và cuối cùng chúng ta tạo thêm cái nghiệp chướng. Nhân duyên cuộc đời của người đến với nhau thuận nghịch, được mắc khen chê, đó là cái quy luật tự nhiên thôi. Thí dụ như người đến với mình thời gian này là duyên, hết duyên này rồi thì tới người khác đến. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng quy chung lại là cảm ơn chúng sanh đi. Nên mỗi ngày mình tu á, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử là mình và với chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo, nghĩa là quy chung vào bình đẳng hết chứ. Thì cái tâm mỗi ngày mình tu tập vậy đó quý vị. Nên những đức tại sao có những cái thời khóa
12 giờ khuya tu quý vị. Vì mình nghĩ rằng bản thân mình là người còn sống thì nó khổ. Như vậy thôi chứ nó khổ một thôi. Nhưng cái cảnh giới của người chết mà chưa siêu khổ lắm. Mà nó là cô hồn, là một sự cô đơn không ai biết đến. Nó có khi đói bụng không ai cúng cho ăn. Nên bây giờ thôi mình cúng cho họ công đức niệm Phật quý vị. Nên mình tu 12 giờ khuya là tu phần âm đó quý vị. Tu giờ âm á chứ không phải giỡn đâu. À, nên từ nơi đó mà tu cái giờ đó là tu giờ âm á. Cái giờ đó là cái giờ mà mình giúp cho phần âm lớn như lắm. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Người ta sẽ rất cảm ơn mình. Rất là cảm ơn mình. Nên cái mảnh đất nào niệm Phật, cái mảnh đất nào có người tu là mảnh đất đó có phước. Tại vì quý vị biết rằng mỗi một mảnh đất nào cũng là có nhân duyên hội tụ. Chứ không đơn giản đâu. Nhất là một cái đạo tràng niệm Phật xuất hiện nơi đó. Nên những đức nói rằng bước chân của người niệm Phật đến nơi nào là nơi đó nhất định sẽ mọc hoa sen. Tại vì sao? Một nhân duyên nghe có Phật hiệu thôi nhất định sẽ làm Phật mà. Không chi người đó tin tịnh độ mà tu hàng ngày thì quý vị biết cái nhân duyên của cái mảnh đất nơi đó và ngôi nhà đó không đơn giản. Không đơn giản đâu quý vị à. Nó nên từ nơi đó mà cái người niệm Phật cái công đức rất là lớn, không phải đơn giản. Nên mỗi người mình tu sao thông được cái tâm. Cái quan trọng là thông cái tâm á. Trong gia đình mà 3-4 người, 4-5 người thành viên mà tu hết trơn không đơn giản đâu. Cái gia đình này có hẹn đó. Có hẹn hò á. Hẹn rồi mà tại sao không về cực lạc đi. Những đời nào cũng phát nguyện sanh cực lạc nhưng mà rớt lại đó. Rớt lại là gì? Chưa quyết định. Nếu như một câu Phật hiệu mà chân thật tín nguyện thì về cực lạc rồi. Về cực lạc rồi nhưng mà là tu giữa chừng rồi nghi. Tu giữa chừng rồi nghi đi tìm cách này cách nọ khác. Cuối cùng rớt lại á quý vị. Phải chi một đường mà đi là đến mục tiêu rồi. Nhưng mà không chịu duy trì một đường mà đi mà cuối cùng rẽ đường. Tu giữa chừng hơi nhạt nhẽo một chút, khảo đảo một chút thôi là rẽ đường liền. Khi rẽ đường rồi là mắc phần giảng sanh. Thì nhớ kỹ nghe, cái pháp môn niệm Phật này là phải gầy dựng tín nguyện mới thành tựu của đường giảng sanh đó. Vì phải tin Phật đi. Quý vị mà tin Phật hoàn toàn, Phật cái sắp xếp cho quý vị tuyệt vời lắm, yên tâm đi. À, những đức nói quý vị, nếu như mà quý vị mà tin Phật hoàn toàn cuối cuộc đời quý vị yên tâm đi, sẽ có ban hộ niệm đến hộ niệm đưa tiễn quý vị đi. À, sẽ có ban hộ niệm đến đưa tiễn quý vị đi. Nhất định 100% luôn. Những đức nói điều này không có sai đâu, chắc chắn quý vị luôn á. Nếu những đức nói điều này mà cuối cùng cuộc đời quý vị mà quý vị mà tính nguyện kiên cố rồi mà Phật A Di Đà không sắp xếp chỗ này thì những đức sẽ tìm Phật A Di Đà giùm cho quý vị. Tố cáo. Hiểu chưa? Nên á, quý vị cứ yên tâm đi, Phật A Di Đà ngày sắp xếp là tuyệt vời lắm. Còn nếu như cái nơi địa phương quý vị mà không có một ban hộ niệm nào hết. Quý vị biết cái thế giới cực lạc bậc thượng thiện nhiều cỡ nào chưa? Người thế giới cực lạc nhiều cỡ nào chưa? Mà quý vị biết cái người thế giới cực lạc họ thích đi đến đây tiếp dẫn quý vị về cực lạc cỡ nào chưa? Tại vì họ từ bi, họ đâu có muốn chúng sanh ở cõi này khổ làm gì. Nên họ thích đi lại đây tiếp dẫn quý vị dữ lắm. Từ nơi đó mà khi quý vị đã tín nguyện niệm Phật rồi, địa phương quý vị không có ban hộ niệm nào hết trơn, thì thánh chúng ở thế giới cực lạc sẽ thể hiện người bình thường đến để hộ niệm cho quý vị. Họ đến hộ niệm mà Phật A Di Đà mới là tiếp dẫn, nó mới lạ chứ. Cùng một đại gia đình cực lạc mà đi đến để giúp đỡ quý vị, toàn là người cực lạc không. Hộ niệm xong làm đám rồi xong hết trơn, rồi xong chào gia đình quý vị, tự nhiên đi ra ngoài mất tiêu chứ. Bị tìm họ đâu cũng không thấy họ luôn nữa. Tại vì sao? Vì địa phương đó không có ban hộ niệm. Nhưng quý vị lại là người tín nguyện niệm Phật. Nhà Đức mà nói câu này là chắc chắn Đức Phật A Di Đà ngài quan hỷ á. Đúng rồi đó, những đức nói đó đúng rồi đó con. Rất là nhiều chúng sanh tội nghiệp họ, họ cứ sợ hãi cái chuyện niệm Phật đây rồi giờ cuối cùng không có ban hộ niệm sao thành công. Yên tâm đi, quý vị cứ chân thật niệm Phật đi, cuối cùng á, tín nguyện mỗi ngày dụng công tu niệm Phật cho đàng hoàng đi, cuối cùng là ban hộ niệm của cư sĩ Diệu Âm đến hộ niệm cho thầy Tịnh Hải chứ, đến hộ niệm cho quý vị yên tâm, hiểu chưa? Chứ vì đừng có lo cái chuyện mà không có ban hộ niệm. Còn nếu mà đạo tràng ban hộ niệm của thầy Tịnh Hải chưa đến thì Phật A Di Đà sẽ phái bậc thượng thiện xuống thể hiện làm người bình thường xuống hộ niệm cho quý vị. Đừng có lo, hiểu chưa? Nó nhưng mà mỗi ngày phải quân tập công phu tu hành nghe. Còn nếu mà không chịu lo tu chứ mà cuối đời chờ ban hộ niệm đến hộ niệm, coi chừng hớ.
chứ không phải chuyện dựng chơi đâu. Tại vì quý vị không gieo nhân, cái hạt giống nào mà trồng xuống mà không tưới tẩm không? Quý vị phải nhớ rằng nè, cái hạt giống Phật đi chăng nữa cũng phải tưới tẩm nữa. Tưới tẩm ngũ dục lục trần khảo đảo thử thách nó mới thành Phật. Chứ quý vị nói quý vị không trồng giống, không gieo nhân, không tưới tẩm, không chăm bón, bởi vì muốn cuối cùng gặt quả. Có nguyên lý đó không? Không có bao giờ cái gì mà không nhân mà có quả. Hãy tin chỗ này đi. Nên những đức khuyên vị là mỗi ngày hãy dụng công niệm Phật đi. Lựa một phương pháp nào tu cảm thấy phù hợp, tu an lạc, mình tu được mà khuyên người được thì cứ áp dụng phương pháp đó. Cứ mỗi ngày tính nguyện niệm Phật cho tốt, rồi cuối cùng sẽ có ban hộ niệm cho quý vị. Nên thầy Tịnh Hải bây giờ ngày mở rộng phạm vi hộ niệm quá rộng, Bắc Nam quá trời luôn. Vì cứ yên tâm, người ta sẽ đến hộ niệm cho quý vị. Còn nếu như quý vị mỗi ngày mà không dụng công tu, không tính nguyện niệm Phật, dù có hộ niệm đi chăng nữa quý vị cũng chịu thua. Thí dụ như bây giờ đi Ngọc Sáng ngồi đây không chịu lo dụng công tu, mỗi ngày đi sửa điện thoại suốt vậy đó, không chịu lo niệm Phật vậy chứ. Tại vì cuối đời tôi là được hộ niệm chắc ăn giáng sanh rồi. Khi cuối cùng những đức lợi gặp Ngọc Sáng, đức nói: Sáng ơi, cả đời tu hành niệm Phật cầu sanh cực lạc, con đã có cái tâm sanh cực lạc nó Ngọc Sáng. Bây giờ tao khuyên con nên buông xuống cái chuyện vợ con gia đình để mà theo Phật ấy với đà về cực lạc đi, nghe Ngọc Sáng. Nhưng đứa có nói khô hơ cạn tiếng đi chăng nữa, Ngọc Sáng mỗi ngày đã quân tập, cái tâm của ổng là tình chấp vào bà vợ ngồi kế bên và mấy đứa con. Bây giờ như đứa có khuyên khô hơ cạn tiếng đi chăng nữa thì ông cũng im ru, ông nằm đơ đó, ông chỉ nghĩ vợ con không, chứ ông có niệm Phật đâu mà khuyên ông. Tại vì ông đâu có quân tập cái chuyện hàng ngày của ông đâu. Mà ông quân tập điện thoại không thì mỗi ngày ông cầm điện thoại với ông nhớ điện thoại chứ ông nhớ ai với Đà Phật đâu. Ngồi suy nghĩ đi. Nên quý vị phải nhớ hộ niệm là điều tốt, nhưng phải cần quân tập hàng ngày. Thì khi hộ niệm cái nữa là dứt vị là lên luôn. Đây là những đức cũng là sự hỗ trợ. Tôi nói tôi hỗ trợ đó, hỗ trợ quý vị mỗi ngày cùng tu những đức, còn công phu những đức đi. Rồi cuối cùng thầy Tịnh Hải cho người đến hộ niệm dứt vị đi về cực lạc. Tôi với thầy Tịnh Hải kết hợp nhau để giúp chúng sanh đi về cực lạc đi. Bây giờ người niệm Phật không à, nên Phật tử nào cũng được, chỉ cần niệm Phật về cực lạc là được rồi. Mà tôi phiên tu hàng ngày điều đó tốt mà chàng, niệm Phật là tốt. Miễn sao tu được là thôi. Cách tu như đức dễ tu mà quý vị những đức đưa ra cách tu cho quý vị rất là dễ tu. Nên quý vị nên mở rộng phạm vi này ra, nên cùng kết hợp với nhau để khuyên người tu về cực lạc. Miễn sao đoàn kết là thành công, Phật Pháp sẽ phát triển rất là mạnh vì sự đoàn kết. Còn nếu mà đụng nhau thì không có thành công đâu, không bao giờ tâm lượng lớn đâu ha. Đó nên một đoạn nói chuyện gì quý vị cố gắng tính nguyện niệm Phật. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp nhau thế giới cực lạc quý vị ơi. Chúc quý vị an lạc nha, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.